còn cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Còn cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời. Cô còn lệ thắm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết ra cao, cha là núi đứng làng và nhớ. Cha dõi theo con với cả khứ tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng... Thưa gia đình Tăng Quyến, ban tổ chức xin phép quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân sau đây được làm lễ an táng cho ông Trần Văn Vũ. Hải Trung, ngày 10 tháng 11 năm 2020, kính bái hương hồn ông Trần Văn Vũ. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện cho đảng chính quyền địa phương, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình Tăng Quyến, giữa lúc cán bộ và nhân dân xã nhà cùng bà con nhân dân đội sản xuất xóm 4 đang tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì nhận được tin báo buồn đột ngột của gia đình ông Trần Văn Vũ, sinh năm 1959, tại xóm 4, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông là hội viên hội nông dân xã Hải Trung, hội viên hội người cao tuổi xã Hải Trung, tín đồ Phật giáo chùa Phúc Thành xã Hải Trung. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, vợ con, anh em tận tình chăm sóc thuốc men, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, bà con làng xóm xa gần luôn động viên, song ông đã không qua khỏi. Ông tạ thế vào hồi 19 giờ 25 phút ngày 8 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 9 năm Canh Tý, ông hưởng 62 tuổi.
Kính thưa quý vị đại biểu, sau khi nhận được tin ông Trần Văn Vũ qua đời, cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng Ban Nếp sống năm 2024 và họ tộc đã kịp thời thành lập ban tổ chức lễ tang ông Trần Văn Vũ do ông Lưu Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã làm trưởng ban. Ông cùng bà con xóm đội, xóm có hương lo giúp gia đình tăng hiếu trong nghi lễ tang ông theo quy định nếp sống văn hóa mới và tập tục của địa phương. Cũng trong suốt ngày qua và hôm nay, ban tổ chức và gia đình họ Hiếu đã nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, chia buồn động viên, sự giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của bà con nhân dân xóm đội, của xóm quê hương. Sự quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ của quý vị đại biểu xa gần, của bà con nhân dân xóm đội, của xóm quê hương, thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong truyền thống, đạo lý, văn hóa, sẻ chia những tổn đau thương khi phải chia xa với người thành viên cộng đồng của mình, xa đi về cõi vĩnh hằng thiên cổ. Thể hiện lòng thành kính, tiếc thương vĩnh biệt ông qua đời. Kính thưa quý vị đại biểu, và giờ này hôm nay chúng ta làm lễ di quan ông Trần Văn Vũ về đài hóa thân thành phố Nam Định và về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước sở hành tăng an táng ông, tôi xin trích đọc tiểu sử ông như sau. Thưa vong linh ông Trần Văn Vũ. Ông Trần Văn Vũ sinh năm 1959 tại xóm 4, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, gồm 7 anh chị em. Ông là con thứ hai trong gia đình. Tuổi thơ của ông gắn liền với những thiếu thốn khó khăn, sớm phải vun vút cha mẹ việc nhà việc đồng. Ông cùng bạn bè trang lứa tích cực tham gia các hoạt động thanh thiếu nhi của xóm và tham gia học tiểu học, trung học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Ông lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, làng xóm, quê hương. Đến tuổi trưởng thành, ông tích cực tham gia lao động, sản xuất, làm lò ngói thủ công, tham gia làm nghề xây dựng tự do để lo cuộc sống gia đình, kiếm kế mưu sinh, lo cho vợ con ông. Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đời tư của ông xây dựng gia đình cùng bà Nguyễn Thị Tính ở xóm 7, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hai ông bà nuôi dưỡng một con trai và một con gái. Ông cùng bà hàng ngày lao động sản xuất, phát triển kinh tế để nuôi dạy con ông khôn lớn và trưởng thành. Đến nay người con trai của ông đã xây dựng gia đình và đã sinh cho ông 3 người cháu. Hiện nay con trai, con gái của ông đã và đang học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp cho xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong công cuộc đổi mới, ông là người dân mẫu mực, tích cực cùng vợ con tham gia các phong trào của địa phương, của xóm, của làng, cùng cán bộ nhân dân trong xóm xây dựng xóm đạt nông thôn mới bền vững và phát triển nông thôn mới kiểu mẫu. Công nào nuôi dưỡng con cháu ông khôn lớn và trưởng thành, mãi mãi thuộc về ông, người cha kính yêu của các con ông. Với xóm làng, ông sống hiền lành, đức độ, khiêm nhường, nhân nghĩa, bao dung. Ông được mọi người trong và ngoài xóm lưng thương yêu, quý trọng, sẻ chia. Các con ông luôn ơn ông nuôi dạy, dưỡng dục và cố gắng lo tròn hiếu nghĩa, là những công dân, những xã viên đóng góp cho xã hội để ông an lòng, yên giấc, màn thu. Khó nói hết khía tình khi phải chia xa ông về cõi vĩnh hằng. Sau giờ phút vĩnh biệt người ở, người đi, mọi người chúng tôi hôm nay có mặt tại đây xin được cầu chúc cho ông mãi mãi thanh thản về chầu quý tổ tiên nơi chín suối an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho vợ con ông và mọi người chúng tôi xin vĩnh biệt ông từ đây. Trước giờ hành tăng an táng ông, di quan về đài hóa thân Thanh Bình, thành phố Nam Định và về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt trên chiến trường hãy đứng dậy tham gia lễ tiễn biệt. Nam
Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Lưu Văn Mạnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, trưởng ban tổ chức lễ tang, đại diện cho Đảng, chính quyền và nhân dân lên dâng hương, dâng chức ông linh ông một tuần hương tiễn biệt. Lễ tiễn biệt bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thay mặt ban tổ chức và gia đình họ Hiếu, trong hai ngày qua trong quá trình điều hành và tiếp đón trong tăng gia mua dối không tránh khỏi sơ suất, xin quý vị cùng nhận thứ. Kính thưa ban tổ chức, tôi xin công bố giờ di quan đã đến và giờ di quan bắt đầu. Cha đi vào lòng đất sâu,
cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
Yeah.
sẽ như ngày vui khi con thành công. Cho con thêm vững vàng cùng dài bước trên đường xa. Chẳng cho con những giấc mơ bao giờ cho con, nhưng khi con lạc đường nắm đôi tay cho đời cao. Ngày xưa khi con thơ dại thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày, đợi hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khen né bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang. Thank you.
Hưởng Trần, 62 tuổi, xin trân trọng kính mời. Sau đây, đại diện đài hóa thân Hoàng Vũ Thanh Bình gửi tới toàn thể các nhân tăng quyền lời chia buồn. Kính thưa hương hồn ông, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể thân nhân tăng quyến cùng các quý vị đưa tiễn. Thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên đài hóa thân Hoàng Vũ Thanh Bình, công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long, thành phố Lam Định, chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự thương tiếc gửi tới toàn thể thân nhân tăng quyến lời chia buồn sâu sắc. Trước vong linh cứu ông, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình. Xin hết lòng cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hòa tạng cho ông được chu đáo trọn vẹn. Xin được cùng tăng quyến nguyện cầu cho hương hồn ông được thanh thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, an giấc ngàn thu. Kính thưa hương hồn ông Trần Văn Vũ, cuộc đời thoát thoảng giấc mơ, phút giây du sạch bụi trần thế gian. Nay ông mất đi để lại lòng ngoài xa gần, bà con lối xóm ngậm ngùi tiếc thương. Trước giờ phút từ biệt chuyến đi giữa người đi người ở, trước cảnh chia rẽ ông dương chia hưởng kim khổ, ông để lại con hảo cháu hiền, anh em họ tộc một niềm tiếc thương. Xin trọng kính mời toàn thể thân nhân tác quyền cùng các quý vị đưa tiền đi vòng quanh linh cứu trước khi đưa linh cứu vào đài hóa thân. Xin trọng kính mời. Bắt hương, 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 bắt hương
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Thank you.
tròn 100 năm suốt cuộc đời, mình cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua vài phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân biến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem cửa rất chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước mình. Còn đâu tâm tử nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nếm ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thúng thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời, hoa tươi trái ngọt, cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha ban cho con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người dị hiền và đơn hậu, óc trắng cha mới cao đẹp làm sao. Một chặng đường dài suốt 3/4 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như chính núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Tôi thương liên quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường dài cha đã qua, chất chồng những vui buồn trên trời. Cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè, có cơm có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai xương một nắng cha đà thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nếp cả đàn con, cha vất vả cào cần, góp con từng hạt gạo ngọn cao để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha đã cho chúng con thật sự thành người. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, biết thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh để vượt lên mọi vất vả của đời thường. Trái tim và trí óc của cha đã dành cho chúng con, để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy thực sự đã mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường rằng cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây,
chúng con quỳ bên cha, muốn tỏ đầy tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho tóc con sáng xanh, tóc bạc đi để lo lắng cho tóc sáng tóc con ở bốn phương trời các biển. Xin tất cả trọn đời kiểu như thế, biết như vậy, và chúng con là con người nên hôm nay từ bên xa, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống sinh ra không được nâng rất cao khi cha đang ở độ tuổi thật khổ lắm kia. Chúng con hứa với cha, với mái nhà này đây, khi không còn cha, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của cha và không để người đời chê trách. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây, nhớ lại, xem lại bản thân mình, chúng con thấy còn nhiều điều sai sót. Việc nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đấy là việc mà chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con khi đến với cha kịp thời khi cha cần. Tấm lòng trời biển của cha hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm kia cha nhé. Chúng con hứa với cha rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha, và cha sẽ là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Yeah.